Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Knews 24 giờ, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi dành cho giới trẻ. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng với mình điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Dần dần ảnh Jisoo Blackpink trước khi debut, đóng quảng cáo thôi đã được dự đoán là nữ thần, gây sốt bên Lee Min Ho. Bức ảnh GIF của VBTS hot trở lại, fan suýt xoa về thời đẹp trai nhất. Phản ứng thẳng thắn của Sehun EXO trước câu hỏi từ fan, anh có phải là gay không? Fan Việt tẩy chay một nữ idol K-pop bị đồng tiền làm mở mắt. Không phải đồ đôi, đây mới là chi tiết đắt giá mà người hâm mộ cần chú ý để biết được thần tượng của mình có đang hẹn hò hay không. Và sau đây là nội dung chi tiết. Dần dần bức ảnh Jisoo Blackpink trước khi debut, đóng quảng cáo thôi đã được dự đoán là nữ thần, gây sốt bên Lee Min Ho. Jisoo Blackpink đang là một trong những nữ thần nhan sắc đình đám của K-pop. Cô nàng sở hữu gương mặt xinh hoàn hảo, được mệnh danh là Hoa hậu Hàn Quốc, mang vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng, vạn người mê. Mới đây, cư dân mạng đã đào lại loạt ảnh trước khi debut của Jisoo và không ngừng suýt xoa khen ngợi và bàn tán không ngừng. Quả không hổ danh là visual hàng đầu K-pop. Trong suốt hành trình trở thành một nữ idol, chưa một lần biết đến chữ xấu là gì. Chứng kiến ảnh ngày đó của chị cả Blackpink, nhiều cư dân mạng phải công nhận Jisoo đã sớm mang nét đẹp của một nữ thần nhan sắc. Thậm chí đứng bên tài tử hàng đầu là Lee Min Ho, Jisoo cũng không hề bị lép vế. Bức ảnh GIF của VBTS hot trở lại, fan suýt xoa về thời đẹp trai nhất. Một chủ đề về VBTS nhận được lượt tương tác khủng trên Twitter với 26.000 lượt like, 7.000 lượt retweet. Người hâm mộ quốc tế đăng bức ảnh GIF của nam idol nhà Big Hit và nhận xét đây là khoảnh khắc huyền thoại của V. Đây là bức ảnh GIF cắt ra từ màn trình diễn live sân khấu DNA của BTS hồi năm 2017. Trong ảnh, V nhìn thẳng vào camera, thực hiện động tác lắc người, ôm cổ, khoe thần thái quyến rũ. Ánh mắt mê hoặc và làn da thần thánh. Điểm đặc biệt khiến bức ảnh tạo nên cơn sốt trong cộng đồng fan chính là màu tóc xám bạc và đôi khuyên tai dài theo concept unisex của V. Người hâm mộ cho rằng thời kỳ BTS quảng cáo DNA cũng là thời điểm mà V bùng nổ visual, đạt đỉnh cao nhan sắc. Nam idol khi đó vừa có nét ma mị, sexy, vừa có nét trưởng thành đột phá sau nhiều năm gắn bó với hình ảnh nghịch ngợm và đáng yêu. Nhờ màu tóc nhuộm và style makeup đeo len sáng màu, phong cách của V cũng bùng nổ với xu hướng phi giới tính cực Tây. Đốn tim cả fan nam lẫn fan nữ, những outfit như áo sơ mi trắng oversize càng tôn thêm nét đẹp quyến rũ của V. Phản ứng thẳng thắn của Sehun EXO trước câu hỏi từ fan, anh có phải là gay không? Vừa qua, Sehun của EXO đã bất ngờ khi có một buổi phát sóng livestream trên Instagram để tương tác cùng với fan của mình. Cùng với một ly bia lạnh ở bên cạnh, Sehun chia sẻ rằng mình không thể ngủ được sau khi vừa xem một bộ phim đau buồn. Vì vậy, nam idol đã quyết định có một buổi live này để trò chuyện cùng fan và trả lời câu hỏi thông qua bình luận mà các fan gửi đến. Tuy nhiên, trong số đó, có một câu hỏi được cho là không phù hợp để gửi cho idol, nhưng Sehun vẫn lựa chọn trả lời câu hỏi đó. Cụ thể, có một bình luận bằng tiếng Anh đã hỏi Sehun, "Are you gay?" Nam idol hơi bối rối và nói rằng anh không hiểu tại sao lại có người nghĩ mình là gay. Tuy nhiên, anh chàng vẫn có phản ứng nhẹ nhàng và thậm chí còn bật cười khi trả lời câu hỏi này. Sehun phản hồi lại bình luận bằng cách đọc lên cho mọi người cùng nghe. Mình vừa đọc được một bình luận khá hài hước, mình không hiểu tại sao bạn lại nghĩ mình là gay. Sau đó Sehun đọc lại câu hỏi của fan, bạn có phải là gay không? Không, mình không phải nha. Khi nói xong, nam idol bật cười rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện cùng các fan như chưa có gì xảy ra. Sau buổi livestream Instagram này, đoạn video Sehun trả lời câu hỏi của fan đã thành chủ đề hot trên diễn đàn mạng. Nhiều người chỉ trích rằng có những fan đã quá khiếm nhã khi để lại câu hỏi không phù hợp trong buổi phát sóng live của idol K-pop. Bên cạnh đó, các fan cũng khen ngợi Sehun, dù bối rối nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời fan. Ngoài ra, cũng có người cho rằng em út của EXO có thể bỏ qua câu hỏi này, nhưng anh vẫn lựa chọn trả lời để khẳng định xu hướng tính dục của mình. Fan Việt tẩy chay một nữ idol K-pop bị đồng tiền làm mờ mắt. Vào ngày 3 tháng 2, QB xác nhận thành viên LK đã kết thúc hợp đồng và rời khỏi nhóm nữ CLC sau hơn 5 năm gắn bó. Trước đó, giữa LK và QB còn suýt xảy ra một vụ kiện tụng, tuy nhiên cả hai phía cuối cùng cũng đã giải quyết mọi việc trong êm đẹp. Hiện tại chưa rõ nữ idol sẽ phát triển định hướng ra sao, tuy nhiên hành động mới nhất của cô đã thành một chủ đề gây tranh cãi lớn và dẫn đến sự tẩy chay từ fan K-pop Việt Nam. Theo đó, mới đây, LK đăng tải trên Instagram hình ảnh cổ vũ Trung Quốc kèm theo caption biểu tượng là lá cờ của Trung Quốc. Được biết đây là hình ảnh mà các ngôi sao Hoa ngữ cũng đang chia sẻ để ủng hộ chính sách xâm chiếm các lãnh thổ khác của Trung Quốc, là một phần của câu khẩu hiệu đất Trung Quốc không thể mất dù là một phân đi chăng nữa.
LK vốn là người Hồng Kông, và mặc dù về tính pháp lý thì Hồng Kông vẫn là một đặc khu Trung Quốc, nên nếu có tư tưởng này thì cũng là quyền lựa chọn của nữ idol. Tuy nhiên, vấn đề là nữ idol này có rất nhiều hành động mâu thuẫn. Trước đó, cô nàng từng đăng ảnh ủng hộ Jay Chong Hồng Kông khi mà Hồng Kông biểu tình chống lại Trung Quốc. Thế nhưng giờ đây cô nàng lại có động thái ủng hộ Trung Quốc, một phần cũng không thể mất. Điều này khiến nhiều người vô cùng tức giận. Đáng chú ý, hình ảnh mà LK chia sẻ không phải là đường lưỡi bò, nhưng vẫn khiến các fan Việt phẫn nộ và tuyên bố tẩy chay. Hiện tại Trung Quốc đang giao tranh với Ấn Độ và LK đứng về phía Trung Quốc trong việc này. Nhiều fan K-pop Việt Nam cho biết, như vậy chẳng khác nào cô nàng ủng hộ Trung Quốc đi xâm lược nước khác, và trong đó bao gồm cả việc hiện thực hóa đường lưỡi bò. Ngoài ra, không chỉ fan Việt mà các fan quốc tế đều chỉ trích LK lật mặt như lật bánh tráng. Nữ idol vốn là người Hồng Kông và đa phần người Hồng Kông đều không ủng hộ chính sách của phía Trung Quốc. Thậm chí đây rõ ràng là một hành động tự nguyện, bởi cô còn không phải là idol Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi rời CLC, LK liền quay ngoắt ủng hộ chính sách này. Điều đó cho thấy rằng cô nàng đã định lấy lòng người dân nước này để tiến vào làng giải trí của họ. Không phải đồ đôi, đây mới là chi tiết đắt giá mà người hâm mộ cần chú ý để biết được thần tượng của mình có đang hẹn hò hay không. Bạn có thể đã từng nghe đến cái tên Park So Hyun, một nữ diễn viên đồng thời cũng là DJ radio nổi tiếng. Thế nhưng không phải ai cũng biết rằng Park So Hyun còn được mệnh danh là các chuyên gia về thần tượng K-pop. Mới đây, Park So Hyun thậm chí còn gây bất ngờ khi chia sẻ cách nhận biết khi nào một thần tượng được cho là đang hẹn hò. Thông thường người hâm mộ vẫn tin rằng khi hai nghệ sĩ mặc trang phục hoặc phụ kiện giống nhau, đó là dấu hiệu cho thấy họ đang có mối quan hệ tình cảm trên mức bạn bè. Tuy nhiên, trong chương trình Live 3, Park So Hyun đã bác bỏ nhận định này. Nữ diễn viên cho biết những món đồ giống nhau mà thần tượng mặc tại sân bay hay là các sự kiện, chương trình khác thường là nhà tài trợ chứ không phải là đồ đôi. Cô giải thích rằng có một cách chính xác hơn để nhận biết idol thế nào là đang hẹn hò. Đó là khi các thần tượng trở về sau những chuyến du lịch hoặc lịch trình hoạt động ở nước ngoài, họ thường mang theo nhiều chiếc túi của các thương hiệu không được bán tại Trung Quốc. Sau đó người hâm mộ sẽ tìm kiếm nhãn hiệu đó trên mạng để biết được thần tượng của mình có thể đã mua những kiểu trang phục gì. Tuy nhiên thì đôi khi quần áo của một thương hiệu nào đó mà họ mua lại không phù hợp với phong cách thường thấy của thần tượng đó. Nó có thể là phong cách của phái nữ hoặc theo phong cách unisex. Kế đến, nếu một nữ thần tượng nghệ sĩ mặc đúng kiểu trang phục mà idol nam đã mua từ thương hiệu đó, thường là trên một chương trình radio, người hâm mộ có thể đoán được ai đang hẹn hò với ai. Kim Hee-chun của Super Junior và Yura của Girl Day, những người đều là thành viên của các nhóm nhạc thần tượng đã bị sốc vì lời giải thích quá chi tiết của Park So Hyun. Điều này khiến nhiều người tin rằng điều mà Park So Hyun đã đề cập thực sự là một dấu hiệu để nhận ra thần tượng của họ đang hẹn hò hay không. Cuối cùng, Park So Hyun còn nhận được sự đồng cảm của nhiều fan K-pop khi nói thêm rằng những người hâm mộ chân chính thường sẽ không để tâm đến chuyện thần tượng của họ có hẹn hò hay không. Họ chỉ muốn đảm bảo rằng thần tượng của mình có thể tiếp tục tạo ra những bài hát thật hay và gặp được người tử tế, nhưng tuyệt đối đừng để bị bắt gặp. Trong nhiều trường hợp, chính các fan sẽ là người giúp thần tượng che giấu chuyện tình cảm bí mật của họ. Với lời chia sẻ của Park So Hyun, có lẽ giờ đây thay vì cố gắng soi đồ đôi của idol, người hâm mộ sẽ chú ý quan sát liệu xem thần tượng của họ có cầm theo những chiếc túi shopping mỗi khi trở về từ lịch trình nước ngoài hay không. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hãy để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ Knews 24 giờ nhé.